làm gì sao ngồi ăn thảnh thơi vậy anh? Có chứ, bữa nay tiếp tục làm nhiều nha. Trứng ngỗng ngon quá trời luôn. Bữa nay anh làm nhiều gì? Thôi, cái đó là bí mật. Và trước khi mà làm con diều ngày hôm nay á, thì mình muốn nói với mọi người như thế này. Thì ở trên kênh mình á, thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm diều con này con kia nhưng mà mình chưa có làm kịp. Thì ngoài những cái bạn yêu cầu đó thì cũng có một số bạn hỏi á, là tại sao mà trên kênh mình chỉ có làm diều thôi, không có làm gì khác. Thì cũng giống như các bạn làm kênh ẩm thực vậy đó. Thì vô kênh ẩm thực thì các bạn cũng thấy là bữa nay làm món này rồi ngày mai làm món kia. Thì mình làm diều nó cũng như vậy thôi. Bữa nay mình làm diều này cho các bạn, ngày mai mình làm diều khác vậy đó. Đâu có con nào giống con nào đâu. Tại vì bây giờ còn nhiều chuyện mà mình chưa có làm xong, nhiều con diều mà mình chưa có làm xong. Đó, giống cũng mình cũng cố gắng tranh thủ á, là sau khi mà mình làm hết mấy con diều này á, thì mình mới chuyển qua mình làm cái nội dung khác. Ví dụ như là mình làm về ẩm thực nè, mình làm về mấy món đồ chơi khác nè. Tại vì hiện tại thì còn rất là nhiều diều mình chưa có làm được. Đó thì cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến cái kênh và đã bình luận, là đã góp ý là mình sẽ làm cái này cái kia. Nhưng mà mình sẽ cố gắng khi mà mình thực hiện hết mấy con diều này á, là mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua cái nội dung khác mình làm. Thì cũng nó cũng là xoay quanh những cái trò đồ chơi hay là những cái món ẩm thực vui vui thôi. Giống như bữa nay nè, mình ăn cái trứng ngỗng quá trời ngon luôn. Anh ăn trứng ngỗng tính đâu anh làm diều ngỗng không chứ? Diều trứng ngỗng hả? Còn bữa nay mà làm con diều gì á thì đó là bí mật. Bây giờ mọi người muốn biết mình làm con diều gì á thì mọi người xem hết cái video này nha. Rồi bữa nay mình sẽ tiếp tục dùng cái giấy tập màu trắng này nha mọi người. Đây, đó, mình sẽ dán cho nó lại, cho nó bự cái miếng giấy mình ra nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái con diều đây. Chưa đâu ha. Con hổ con dễ thương quá à. Ừ, hổ con nè, nó có cái áo nè. Nó có con mắt nè, cái miệng nè, nó có hai cái má nữa. Ở trên này là cái lỗ tai của nó ha. Còn mấy cái này là mấy cái đốm đen đen của con hổ á. Con hổ thì thường thường nó màu vàng với màu đen đó. Mà sao anh biết vẽ mấy con này hay quá vậy anh? Có biết đâu, mấy con này toàn là mấy con diều mà các bạn yêu cầu á, cái nào biết thì làm, không biết toàn là mình lên mạng mình tìm mấy cái hình cho nó giống với dễ thương mình làm thôi. Thì bữa nay làm con hổ á, thì mình quyết định sẽ chọn cái con hổ có phong cách dễ thương chút xíu nè. Thì đa số các bạn nhỏ đều thích mấy con dễ thương đó. Thì bây giờ nó cũng chưa ra hình lắm đâu. Bây giờ mình sẽ đi cắt những cái phần dư này nè. Mấy cái phần này thì mình không có dùng, mình sẽ cắt bỏ. Bữa nay mình chỉ lấy nguyên con hổ thôi, mình không có dùng cái tam giác luôn. Thử coi con diều mình nó bay được không nha. Nó dư cái nào dư mình cắt bỏ xong rồi mình tô màu lên ha. Nhớ làm đuôi cho con hổ nha anh. Có chứ, đuôi thì màu vàng đen như con hổ bình thường luôn. Đó thì bây giờ xong cái phần này mình cắt bỏ rồi mình sẽ tô màu nha. Bây giờ mời các bạn xem tiếp coi mình tô màu có giống con hổ không nha. Thank you.
con diều hổ của mình xong rồi nha mọi người. Nè, đó. Mọi người thấy giống con hổ không? Đừng nói giống con chó nha trời. Tại vì con hổ này là con hổ con, nhìn nó dễ thương vậy thôi. Đó. Nó có má nè, nó có môi, nó có miệng trên, nó có cái áo nữa không mọi người. Cái áo nó có cái hình quá trời đẹp luôn ha. Còn phía sau nang là cũng bình thường thôi nha, mình cũng cột như bình thường thôi. Ôi trời, trời hơi nắng, có tí gió rồi kìa. Bây giờ để mình thả con diều này lên nha các bạn. Để thả lên xong rồi chắc là mình đi về luôn đó nha. Thì mọi cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu thả con diều này nha các bạn. Wow, con diều hổ mình lên đẹp quá các bạn ơi. Kìa, giờ này hơi ít gió, nó hơi bị lắc lắc chút xíu nha. Đó. Con diều này chiều nay mà có gió là chơi đã luôn. Nó muốn lên cao, sợ cho mình dây. Đó, một mình lên quay hơi khó nha các bạn. Bạn xem thông cảm nha, tại nắng quá giờ mình không đi quay được. Gió lên rồi. Đó. Giật nè, giật nè. Quá trời đẹp luôn bạn ơi. Trong hình chắc nhìn không thấy rõ đâu.